Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì trong video lần này thì mình tiếp tục là mình quay cho các bạn xem về cái chủ đề là trồng bí hồ lô, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã hỏi mình vào những cái video trước ha. Thì các bạn là hỏi mình là trồng 1.000 mét vuông thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu là hạt giống, cũng như là cái chi phí của nó là bao nhiêu. Và khi mà mình thu hoạch bí hồ lô thì cái năng suất trên 1.000 mét vuông thì nó sẽ ra là bao nhiêu tấn? Thì đó là cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình ha. Thì trong video này thì mình sẽ là trả lời cho các bạn ha. Thì đối với cái mùa mưa các bạn, thì chúng ta trồng vào cái những cái tháng đó là những cái tháng nghịch, thì cái năng suất thì nó sẽ không có cao. Và chúng ta sẽ trồng vào những cái mùa nắng thì cái năng suất nó sẽ rất là ổn nha mọi người ha. Thì do đó thì mình khuyên các bạn là nên trồng vào cái mùa nắng. Còn về cái hạt giống các bạn, thì 1.000 mét vuông thì tầm đâu là khoảng đâu là 600 dây bí. Mà một gói bí bây giờ các bạn mà chúng ta mua cái gói là 100 hạt thì nó tầm khoảng đâu là 35.000. Các bạn có thể là mua tại Shopee ha, vẫn được nha. Và mình có để link ở dưới đường mô tả hoặc là ở dưới cái phần bình luận đó. Các bạn nhấp vào các bạn mua trực tiếp luôn. Thì 600 dây thì nó tầm ra khoảng đâu là 240.000. Cái tiền là chi phí là cái tiền hạt giống nha các bạn ha. Đó là cái chi phí tiền hạt giống là 1.000 mét vuông là tầm khoảng đâu là 240.000 đó. Thì đối với cái hạt giống mà mình mua về các bạn, thì mình trồng về cái khoảng cách cho những cái người bạn nào mà mới trồng thì chúng ta sẽ trồng là từ 5 cho đến 6 tấc cho một gốc nha các bạn. Và chúng ta sẽ lấy cái lượng chèo là tầm 3 cho đến 4 chèo, và clip cách clip là 3 mét đến 3 mét rưỡi ha. Thì các bạn cũng có thể xem cái mô hình mình đang quay cho các bạn xem ha. Và giống bí của mình đang trồng hiện tại là cái giống bí ở trong cái màn hình là cái giống bí là đồng tiền vàng nha các bạn. Đây thì các bạn có thể xem ha. Các bạn xem kỹ ha. Clip cách clip là 3 mét rưỡi nè. Và gốc cách gốc là 5 cho đến 6 tấc. Thì khi mà mình trồng bí như thế này các bạn, và chúng ta trồng vào cái mùa nắng thì khi mà kết thúc vụ của nó là tầm khoảng đâu là 70 ngày thì chúng ta sẽ thu về cái năng suất nó như thế này. Thì mình tạm tính là cái chung chung cho các bạn có thể nắm ha. Thì có lẽ là có nhiều người bạn thì sẽ trồng nó trúng hơn, nó trúng giá nè, rồi nó trúng quả luôn đó. Thì ở đây thì mình chỉ tính cái mức giá là chung chung thôi. Thì như lúc nãy mình nói thì một gốc như vậy là mình sẽ lấy là 3 chèo. Thì mình chỉ lấy cái lượng trái cho ít nhất là 3 trái thôi. Các bạn lấy hơn thì tùy, nhưng mà mình sẽ tính là 3 trái thôi trên một chèo. Và mỗi trái như vậy là mình sẽ tính là 1 kg luôn luôn nha các bạn ha. Chứ mình không có tính là mấy lạng nữa. Tại vì mình để cái lượng trái nó ít các bạn, thì mỗi trái nó tầm khoảng đâu là 1 kg. Là tức là một dây bí như vậy là mình sẽ lấy được là 3 kg. 3 kg mà mình nhân lên cho 600 dây, mình bỏ đồng luôn nha mọi người ha, là nó không có chết luôn á. Là mình sẽ quy ra nó là 1 tấn 8. 1 tấn 8 trên 1.000 mét vuông nha các bạn. Và mình sẽ bán với giá là 5.000 thôi, mình không có lấy nhiều. Tại vì có khoảng thời gian là mình bán 8.500 có, rồi có khoảng thời gian bán là 4.000 có, nhưng mà mình sẽ lấy giá là 5.000 cho các bạn dễ tính ha. Thì mình lấy là 1 tấn 8 mà mình nhân cho 5 lên á, thì nó sẽ ra tầm đâu khoảng đâu là 9 triệu nha mọi người ha. Và mình sẽ trừ ra cái tiền chi phí mà tiền giống và cái tiền phân thuốc này nọ các bạn, xịt bỏ trĩ rồi xịt rồi ong chích trái rồi đi phân này nọ đó, thì tầm khoảng đâu là 3 triệu ha. Thì 9 mà trừ 3 là còn khoảng là 6 triệu nha mọi người. Tức là 1.000 mét vuông như vậy đó thì chúng ta sẽ còn được là 6 triệu trong vòng là 2 tháng ha, tức là 70 ngày đó. Là hơn 2 tháng thì mình tính bổ đồng như vậy đó, là mỗi ngày như vậy là mình sẽ kiếm được là tầm khoảng đâu là 100.000 nha mọi người ha. Đối với là 1.000 mét vuông đó. Thì đó là cái năng suất mà khi mà mình trồng bí hồ lô nha các bạn. Cái này là mình tạm tính chung chung thôi, tại vì cái mùa nắng thì nó trồng nó rất là năng suất luôn. Còn cái mùa mưa các bạn thì cái năng suất nó sẽ không bằng, tại vì nó khi mà mình trồng vào những tháng mưa đó, mà mưa xuống thì nó sẽ bị nhiều cái bệnh như là sương mai nè, rồi bọ trĩ nó tấn công nè, mình xịt thuốc nó không ấy, thậm chí nó thung ngọn luôn. Cái thung ngọn là nó ảnh hưởng của bọ trĩ, mà thậm chí là mưa dầm này nọ các bạn, nó cũng vẫn bị thung luôn đó. Thì do đó thì chúng ta sẽ nên trồng vào những cái mùa nắng. Nhưng mà mình tính cái chi phí nó tầm khoảng đâu là 3 triệu nha mọi người ha, đối với cái mùa nắng nha. Còn cái mùa mưa thì nó có thể là nó hơn nữa.
Nó thì anh em là nên cân nhắc vào trồng những cái tháng mưa ha. Nhưng mà trồng vào những cái tháng mà nó nghịch đó các bạn, thì cái giá bí thì nó lại nhích hơn. Ví dụ như ở đây mình chia sẻ cái thời điểm mà mình chia sẻ thì nó có những nơi cái giá bí nó rất là cao luôn, cả 10.000 một ký là vẫn có nha mọi người ha. Đó. Và trồng bí này á, cái hay của nó các bạn là nó vừa thu hoạch được cái ngọn nè, và vừa thu hoạch được cái bông đực nè, và mình thu hoạch được cái trái nữa. Nó thì ra nó tới ba ba cái nguồn thu lận các bạn. Nó thì các bạn cũng có thể trồng ha. Và khi bí của mình mà nó đang ở trong cái mức mà ví dụ như là dịch bệnh đi, thì chúng ta cũng có thể là chúng ta neo lại, chúng ta bán canh nó bớt bớt dịch thì chúng ta bán được. Tại vì bí này các bạn khi mà mình cắt vô mà mình để ở nơi mà thoáng mát đó, thì nó để được rất là lâu luôn. Nó mình bán lâu được. Đó thì đây là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình ha. Thì video này là chỉ mang cái tính chất là góp ý ha. Thì các bạn là có thể là xem nhiều kênh để các bạn có thêm cái kinh nghiệm ha. Và mình ở đây á, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn rất nhiều về cái cách trồng bí hồ lô nha các bạn. Thì các bạn có thể là xem lại ha, về cái cách là trồng như thế nào nè, rồi cái cách đi phân như thế nào nè, mình cũng chia sẻ rồi. Và xịt những cái dòng thuốc mà trị bọ bọ trĩ á, trên cây bí hồ lô á, thì mình cũng có là chia sẻ luôn nha mọi người ha. Tại vì trồng bí hồ lô này á, thì cái giai đoạn mà 10 ngày tuổi cho đến 25 ngày tuổi á, nó rất là dễ bị thung ngọn, thì do đó thì chúng ta phải xịt bọ trĩ nó thường xuyên. Chứ mà bí mà nó bị thung ngọn rồi các bạn là chúng ta chỉ thu hoạch được bông thôi, chứ không có được thu hoạch được trái đâu. Nó không ra trái luôn luôn nha các bạn ha. Ra 1 đến 2 trái là dữ, thậm chí là nó không ra luôn. Cái cây nào mà nó nặng là nó không ra trái luôn nha mọi người. Do đó thì anh em trồng bí á, thì anh em nên tìm hiểu kỹ ha. Và ở đây là mình có lập một cái nhóm ở trên Facebook á, thì ở đây là tập trung những cái người bạn mà trồng bí hồ lô, thì các bạn cũng có thể vào ha, các bạn trao đổi nha. Mình để link ở dưới cái đường bình luận luôn cho các bạn vào, cũng như là link mua hạt giống này nọ đó, thì anh em nhấp vào mua nha, mua tại Shopee. Anh em chỉ điền cái họ và tên của anh em cũng như là cái địa chỉ đó, anh em bấm xác nhận là người ta sẽ gửi hạt giống về cho anh em luôn. Và giống mình chia sẻ cho các bạn là giống là đồng tiền vàng ha. Trên thị trường thì nó rất là nhiều giống, ví dụ như là giống Trang Nông nè, rồi Hưng Nông 368 nè, rồi đồng tiền vàng nè, trâu vàng nè, rồi phù sa nè, nói chung là rất là nhiều nha mọi người. Mọi người chọn cái loại nào cũng được. Nói chung là ăn thua là chúng ta sẽ trồng vào những cái mùa nắng thì nó sẽ ok hơn. Ví dụ như là từ tháng 9 cho đến tháng 12 âm lịch ha, thì chúng ta sẽ trồng vào những cái tháng đó thì nó sẽ tốt hơn. Rồi trồng những cái tháng khác thì vẫn được, nhưng mà với điều kiện là anh em phải, ví dụ như anh em trồng vào những cái tháng mưa đi, thì chúng ta sẽ đào đào rãnh thoát nước cho nó này nọ, nói chung là trồng hơi cực tí, nhưng mà vẫn vẫn trồng được nha anh em ha. Và cái khu vực mà mình chia sẻ cho các bạn là khu vực của miền Nam nha. Còn ở ngoài miền Bắc thì mình không có rành, tại vì mình chưa có ra tới, nhưng mình không có rành nha các bạn. Đó, ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn vậy. Thì các bạn nãy giờ các bạn cũng hay xem cái mô hình mà trồng bí của mình đang quay cho các bạn xem nè, rất là chuẩn nha mọi người ha. Về cái khoảng cách cũng như là cái clip kích clip là bao nhiêu luôn á. Và ở đây là có đi hệ thống là bét tưới luôn. Đấy các bạn. Và giống này đang trồng là giống là đồng tiền vàng nha. Thì một lần nữa thì anh em nào mà có câu hỏi về nào về trồng bí hồ lô đó, thì anh em cứ là bình luận bên dưới cái đường bình luận của mình đi, thì mình sẽ cố gắng là mình làm video mình rep lại câu hỏi cho các bạn ha. Hoặc là câu hỏi nào mà nó nhanh chóng đó thì mình sẽ trả lời luôn. Ví dụ như cái câu hỏi ngày hôm nay thì các bạn hỏi mình là 1.000 mét vuông á là trồng được là bao nhiêu hạt giống bí, cũng như là cái năng suất nó như thế nào á, thì mình cũng đã trả lời cho các bạn ha. Đó. Thì mong rằng cái video này thì sẽ giúp ích cho những cái người bạn nào mà mới trồng ha, để các bạn cũng có thể là có thêm cái kinh nghiệm ha. Đó, và mình khuyên các bạn là nên xem nhiều kênh để các bạn rút ra cái kinh nghiệm cho riêng mình, chứ ở đây thì mình không muốn những cái lời chia sẻ của mình á mà nó ảnh hưởng đến các bạn ha. Đó, thì để mình quay cho các bạn xem một chút xíu nữa thì mình sẽ dừng ha. Thì cơ bản thì mình cũng đã trả lời câu hỏi cho các bạn nó đầy đủ rồi. Rồi thì mình xin được mến chào nha.